Thịnh Nguyễn xin mến chào và cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã trở lại kênh của Thịnh Nguyễn. Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Huế 6 Nguyễn Trường Tộ thông báo về phòng chống đại dịch. Kính thưa mọi thành phần dân Chúa Tổng Giáo phận Huế, đại dịch COVID-19 đang tái bùng phát dữ dội khắp nơi trên thế giới, đặc biệt tại các nước phụ cận như Ấn Độ, Nepal, Campuchia và Lào. Tại Việt Nam, hơn 40 tỉnh thành đã lâm tình trạng lây nhiễm cộng đồng. Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, lãnh đạo hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị đều có công văn chỉ đạo phòng chống khẩn trương. Một số giáo phận Công giáo cũng đã đưa ra những quy định cụ thể về hoạt động tôn giáo. Thừa lệnh Đức Tổng Giuse Giáo phận Huế xin được gửi thông báo này để chuyển đạt một số điều nhắc nhở của Ngài. 1. Triệt để chấp hành kỷ luật giãn cách theo phương châm 5K của Bộ Y tế: khẩu trang, khoảng cách, khử khuẩn, khai báo y tế, không tụ tập quá 50 người, nếu xét là cần, các cha có thể tăng thêm số lễ ngày Chủ nhật. 2. Xứ nào có trường hợp dương tính cần dừng ngay việc cử hành đông người cho tới khi không còn nguy cơ lây nhiễm. Giáo dân thuộc những vùng này có thể dự lễ trực tuyến online hoặc lần chuỗi thay thế. Dù tình hình biến chuyển thế nào, giải pháp tối hậu đối với Kitô hữu vẫn là đức tin. Đức Tổng Giuse xin mọi người đọc kinh lời nguyện trong cơn bệnh dịch, lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn Năng hằng ngày và đặc biệt giữ giờ thánh mỗi ngày thứ sáu như đã quy định trước đây, để kêu cầu lòng Chúa thương xót cho bệnh dịch mau chấm dứt. Huế, ngày 7 tháng 5 năm 2021, văn phòng Tòa Tổng Giám mục, linh mục Barnaba Trần Đình Phục đã ấn ký.